lần nữa. Mày đàn ông, mày đàn ông. Cái điện thoại của ông ta thì tối ngày đứng ở kia chạch chạch vậy hoài tao không biết làm ăn gì chứ. Ai tao tao con này hay lắm, giờ cho mày cho anh ba nha. Ủa tôi khùng quá, khùng hết, giờ nó tin tưởng tao rồi. Cái gì? Ôi hết tin tưởng tao rồi. Từ đây sao đừng nói nó mày thấy nó vậy chứ, nó mày mốt tao mà ngủ nó là nó không chơi tao nữa. Vậy để tao. Hello, xin chào tất cả mọi người đến kênh Hành Nhã Vlog mọi người. Mình là Danh đây. Đây là nó, đây là này. Đây là anh Phương. Đây là Dẻo. Sang đi. Ôi là không sang đi xe đi vô thăm cậu Năm mọi người, đang hồi ra mình không biết nó sao. Thì nói chung là chiều nay mình bay nha mọi người. Cái này một tay. Ê, bay cho chế ông cắn cho lưu đạn. Nè, tranh thủ lúc bé ba chưa vô bây giờ tôi có cái màn tròn này tôi cho anh bé ba. Cho bé ba khóc bữa anh em ok không? Ok. Toàn nó làm không được để tôi làm. Ở nguyên tem xém khóc gì cưng rồi. Mày rủ bé ba nó ba nó chưa. Để hồi vậy tôi phổ biến tôi ngủ cho. Rồi, mọi người muốn biết màn trên thế nào thì theo chân danh hết clip này sẽ biết rõ nha mọi người. Ok. A few moments later. Nó tới. À, không có. Thấy là biết cái thắng lại đi. Quay giờ, quay chim. Bây giờ nè, tao nói nghe nè. Cái quay tao đặt chẳng sẵn hết trơn rồi. Đặt gì nữa? Giúp quay tao đặt ở trong sẵn hết trơn rồi. Làm gì? Hôm nay hẹn tao đi về. Không có. Tao cầm gì? Máy tao rủ mày mà chơi cái gì? Hôm nay hẹn tao nó chơi mày nhiều con gái nhiều cái không? Mày còn tin tưởng không? Không, hết tin tưởng rồi. Rồi bây giờ tôi biết cơ bản. Vậy tao không tin tưởng, tao không tin tưởng ai hết trơn. Tao không tin tưởng ai hết trơn. Thông minh lắm. Tin tưởng tao đi. Không mày, mình không tin tao lần này anh ba. Tin tưởng tao lần này. Không dám tin. Bàn tay đi. Anh em mình tin tưởng nhau một cái. Giờ đã có quay đặt sẵn hết rồi. Giờ bye bye vô chi việc. Khanh á. Ngồi Khanh sao mà cho nó đi giờ đi không. Mày sờ quẳng nó dưới đi. Xấu xong luôn hả? À, ở trên này tụi tao xin tôi trội xuống rồi. Đã rồi. Hiểu không? Rồi trả tao đi vô, trả tao đi vô. Đi. Nhớ nhớ ba. Nhớ. Mốt gì nghe đâu nó ngoan hoàng nè mày. Toàn, toàn. Gì vậy? Lượm dừng cái dép rồi. Trộm lượm đi. Lượm tao đã xúc cái dép, mày có xuống dưới rồi. Kìa. Dép của người ta trời. Nó rồi, nó à, biết để mày để cho nó rồi, có biết đâu. Đâu, dép nào đâu. Dạ. Khiêu lại. Lấy cây khiêu ơi. Mấy anh chậm đi rồi cho nó cầm, nó dịnh lên xuống. Thiệt tình chứ, nghĩ cho cái dép người ta đá xuống, dép của người ta. Mày biết rồi, dép mày nằm ngay chỗ đó kìa. Bị gọt xuống đây nè, chồng. Ê! 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 Dành, dành, dành! Chồng nó dành! 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 Cái điện thoại! 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 Điện thoại không? 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 Điện thoại hai bên là mắt zin rồi đó bà. Nước đó. Đó. Lắm đó. Được á. Lắm được nè. Lên đây, lên đây. Giỡn cái gì trời? Đây, đây, đây tao. Giỡn cái gì trời? Bắt trời heo. Tao nói giỡn, tao nói hẹn cái gì cười. Nó xin trả nó kìa. Mở hết lên này. Còn điện thoại rồi. Nó xin trả nó kìa. Mở hết lên này. Điện thoại bên này làm gì còn cái đèn chống nước nữa mà. Giỡn nhiều cái tù lao rồi đó. Xin chào nó kìa. Đợi điện thoại tôi kìa mày chưa mở lên tôi lên đâu. Mở hết lên này. Dạ ông tôi cho mình đợi anh đó. Ủa cái điện thoại anh hay pin rồi hả? Hay pin rồi, rồi bộ. Hay pin là cái mắt cái dèn trong nước rồi. Hay pin rồi mày xuống nước nó hư nó vô nước đâu mấy bà. Mày giỡn cho mày tao kìa mày đó mày cười. Cho nó lên vậy. Giỡn nhiều cái tù lao điện thoại rồi cho nó lên ông. Nè. Nước vô rồi. Nước vô là hư chứ sao lên? Thì đó. Mà iPhone chống nước mà. Nhưng mà hai pin rồi. Hai pin mở tay. Hai pin nó mới được có trời trong nước đó. Hai pin là người ta buông máy kìa. Rồi mày mày xô nó. Xô nó dưới kìa. Mày đợi cho tao. Mày ra mày xô tao dưới hư hỏi tao luôn nè. Sao chơi ngu vậy chạy chơi không? Canh coi có điện thoại không phải xô chạy. Giỡn nhiều cái đó kêu lụm giùm thì tao lụm giùm cho rồi mày đặt xô xô. Mày đợi cho điện thoại kìa con. Rồi giờ điện thoại hư nè. Mở hết lên luôn nè. Tao không biết nữa.
Mày ngắp tóc nha. Giỡn. Mày đợi đi hỏi tao con. Giỡn tao giỡn ngu. Mày đợi đi hỏi tao. Mày con. Mày giỡn giỡn ngu á. Ngu dữ á trời. Không biết đâu. Không biết cho mày thôi tao sao không biết mày vậy. Nụ cười đã tắt, đằng sau cũng tắt. Bởi vì anh tắt nụ cười chỉ toàn nhân lấy nụ cười. Hỏi luôn hả? Có báo thì không chịu nhận. Này sao nó báo gì mày làm gì tự nhiên mày sao nó dưới chi vậy? Gì? Tự nhiên sao dưới gì vậy? Mày đừng có chỉ gì chơi chứ. Chơi xong đó mình xô tao ra mày xô. Xô tao đi rồi kia mà. Tao thấy mày chứ không thấy không mày dành. Ừ. Mày đâu không? Mày đâu hỏi tao mày vậy đâu mày? Tao mà. Tao mà lên. Hư hỏi tao mày vậy đâu vậy? Trời ơi mày suy nghĩ gì vậy chạy? Không có tiền mày lại tao mày xô đi hỏi mày ơi. Hư điện hỏi tao không? Điện hỏi tao đâu xài. Mày kêu nè tao có biết đâu. Anh kêu nói vậy? Kêu nào nè mày sao mày làm cái nhãn vậy? Mày lớn lên nha. Điện hỏi đây tiền đây. Nhưng mà người xô. Hư nè mày sửa cho tao đi con. Sửa đi mười mấy triệu luôn á. Người xô là người đền. Cái gì mười mấy triệu? Sửa mười mấy triệu. Mười mấy triệu cái đầu mày. Hai chục triệu quá chứ đâu. Mười không mấy. Mười không mấy. Vô nước rồi. Đưa tao. Đi nước trơn rồi. Gì đâu. Mà không biết gì làm không biết gì. Tao có tiền không? Nãy mày cười lắm mà. Ủa nãy mày kêu mày cười. Chớn gì vậy? Tao biết đâu. Tao không biết mày. Bắt buộc mày sao gọi cho ta nè. Nhanh lên. Tao làm mày ơi. Mày sao đứng chứ không làm gì vậy? Xôi á rồi, trời ơi, làm gì? Dạ nó kêu là đâu, xôi nó đâu. Mày xôi, tao thấy kêu. Tao thấy mày xôi, nó cấm đậu chứ rõ kìa. Mày lấy thôi, mày sửa đi. Vậy nè, anh Danh nè, anh Danh nó kêu không? Nó anh Danh nó không kêu rã, mày nói gì nữa không? Danh nó kêu tao á. Trời ơi, biết bao nhiêu người ở đây. Trời ơi. Xong rồi, chứ đi sao nước còn phải. Mày đi gọi tao đi không? Không có biện điện luôn rồi anh. Mày lên cho tao, tao biết. Mày lên cho tao cho. Mày mở ngoài không lên luôn rồi nè. Mẹ. Mày đem đi hỏi tao đi xin đồ. Vô nước cho tao. Rồi anh mắt nó háo ra hay bị mắt gì nước trong này một tao nói mà. Lắc nghe luôn mà. Tao nói thiệt mày giỡn giỡn. Rồi nó xuống tao biết rồi. Lắc nước nghe nước con này bà. Tao không biết mày đền cho rồi, tao. Rồi dạ dạ kêu số số mày không biết suy nghĩ. Đừng hỏi tao chồng vậy. Tao có tiền nó rồi. Tao không biết. Ủa sao mày chơi không suy nghĩ. Nhanh nó kêu số số kìa số xuống tao có biết đâu. Tên kêu số. Nó có kêu đâu. Cứ kêu mày đâu. Ừ kêu đâu. Rồi. Lẹ. Nó kêu kìa. Nó ghét tao. Đợi đi hỏi nè. Đợi đi hỏi đi bà. Trời ơi, biết suy nghĩ. Biết suy nghĩ. Đưa mày lên đây. Đưa mày lên ngoan không á. Nó ghét tòn. Năm con người tấn công tôi cùng một lúc quý vị ơi. Tính dứt dần. Tình anh em thua một người dư. Ôi, làm sao đó, hỏi ta, em đang hỏi ta cũng đền. Chơi chuyện ngu dữ hả anh bà. Rồi sao? Thì làm chưa? Bây giờ mày tính sao cho cái điện thoại này? Ê, bữa coi nó có mở lên không? Ủa, để gì bữa gì tao? Điện thoại hư mẹ nước. Vậy sao mày chơi, sao? Nói, nó ghét tòn, tòn chơi nó mấy vố hoài à. Tao rồi ơi, tao rồi ơi. Tao luôn nói vậy. Tao rồi, tao rồi á, tao rồi á. Tao mày, tao kêu tao xô mày xuống kìa. Mày ngu với bà, đợi điện thoại kìa. Đúng rồi, tao không cần biết nè, tao điện thoại đây nè. Ê nãy giờ không ai nghe. Ê nó về nè. Nè tao đây hỏi đây nè đó. Mày muốn làm tao không biết. Tao biết đâu. Mày không có đem về đi con. Không biết. Mày kêu xô xuống nè. Mày đưa đây đi. Mày để đây đi. Đó. Mày chết đi Quyết. Ê ê ê. Nó chạy kìa. Bắt nó lại. Bắt nó lại. Lâu nó vô đây đem vô đây. Đem vô đây. Không làm sao mày chạy. Không làm sao chạy. Tao cùng ra cái gì. Mày đi đây. Đưa đây công an được luôn. Đưa đây công an nha cái này. Tệ nhiều lắm nha. Mày với mày gì nha. Mày với mày gì nha. Mau lên. Ví dụ điện thoại mày rớt chứ mày hơn vậy. Đền đi bà. Chơi chứ ngu. Đợi cái này nè. Bất trời heo. Mặt mày mày thấy điện thoại tao mày đền. Nè mau lên. Hỏi bắt kêu thầy cho tao không hỏi. Có cũng là điện thoại nè nha. Gọi được bà. Thấy mày thấy không được rồi đó. Mày cái giá trị nó khác mày hiểu không. Mày chối lại luôn đi. Ai đừng có chối lại. Mày chối lại. Chối mày đã không hỏi mấy ông đó. Mấy ông nó vô cộng mày luôn á. Đừng! Chơi nó lại không hả chị? Chủ lại không? Đừng! 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 Chơi lại! Bây giờ mày đợi đi hỏi cho người ta không? Đừng! Mày đợi theo bố, bố ra đi danh nó đợi đi thôi. Vậy buông ra. Tiền không? Đừng không có tiền! Đừng không có tiền! Rồi! Mày đợi không có tiền! Mày nói chuyện nghe ngựa chị! Nói chuyện nghe ngựa chị! Mày mới đã mày không? Mày nói mày nói... Mày đem về mày sửa cho người ta. Đem về phụ lý tao mà lên. Tao bảo cái gì lại cái này nè, nó không chịu. Cái đồ. Cái ai mới 13 mày đổi với ai 7. Mày giá khùng cái gì vậy? Mày khùng rồi đó. Mày nghe được mà. Điên hả? Mày cầm.
của mày không biết. Nè mày cầm cái này luôn. Không. Cầm. Cầm cái đó luôn đi. Mày làm hư mày cầm. Tao làm gì đâu. Phải kêu nó đê lại chứ đưa nó cầm như vậy nó trốn không. Không trốn đâu ta, đâu trốn đâu. Tới cho mày trốn. Cầm cái đó luôn đi rồi tới. Tao đi mét mẹ, tao đi mét gia đình tao là con. Cái thuốc gì vậy? Tới kêu hồn. Tao 20 triệu. Mày nè con, mày chạy vô nhà ba, mày chạy vô nhà nó, mày nói ba mẹ nó đi. Bảo gì vậy? Mày nè con. Tao đi mấy mẹ mày con. Mẹ mẹ nó. Bây giờ hả? Một lần nữa. Mày đợi đâu? Mày đợi đâu? Cái đi hỏi ông ta à. Mày làm hư hồi mày xấu mày chơi ngu. Mày kiểu gì kỳ cục kìa. Nhận cái kia thôi, kìa tao không biết đâu. Mày đấy mày làm hư hồi chơi đã. Chịu được không? Chơi chịu chứ. Chơi chịu không chứ đó hờ. Trời ơi. Chơi chịu đi được không? Bớt rồi. Nhận cái kia thôi kìa tao quá làm. Mày không làm mày xô, tao thấy rồi vậy mày xô. Ở đây không ai thấy mày, anh danh kia chứ mày ơi. Trời ơi, trong điện thoại mày còn bằng chứng á, để nó cầm cái điện thoại nó quay á. Thôi, thôi không có nói gì đâu, cái chân á. Nè, tao nói mày nghe nãy mày tao thấy có gàng mày xô tao mày đứng mày cười. Đúng rồi. Mày đứng mày cười. Đá mày cười đá. Mày đứng mày cười. Mày thả ơi. Tao có lạ tao không biết gì hết. Nhìn nó kêu á. Lớn già đầu trời khóc. Trời ơi. Khóc. Tao nói mẹ. Tao không có tiền làm, tao không có tiền đền đâu. Nói trên nhà. Cho mày vừa cái tội mày ngáo rạch cho người ta. Ừ. Ngáo rạch cho người ta. Sao mày con vừa tiếng anh ba chồng chơi không chịu chứ mà khóc. Ủa sao mày chơi đã rồi mày khóc. Lúc chơi tay cười. Ừ. Thì đợi cho tao không? Tao nói một tiếng mày đợi tao. Mày thôi mày nằm đó mày ghen đi. Ờ mày ghen đi mày ghen chơi chịu có tiền không mới đó. Tao là em mà tao không có tiền. Trời ơi. Mày lên mày không có tiền sao mày lên. Chị chuyện nghe quá à. Tao chơi em vậy. Trời. Để hỏi rồi. Nè mày tao để hỏi mày. Để nghe đó cho nó rồi mình vô đây đi. Nè, mày cho, đi. Cho mày 10 phút để mày suy nghĩ lại. Mấy ổng vô mấy ổng còng mày lên trên đó. Ổng này tới. Rồi rồi. Tao không biết gì hết. Mày xấu làm đi đâu. Mày dánh nó kêu tao xô, tao không xấu kìa. Mày không tin tao lần này anh ba. Không tin tao lần này đi. Không dám tin. Bàn tay đi. Anh em mình tin tưởng nhau một cái. Tao thấy mày đó ngáo. Tao xin lỗi Tuần. Ủa xin lỗi gì mày làm tao xong mày xin lỗi cái gì? Tao không biết, tao xin lỗi đi. Tao còn biết. Xin lỗi là đi hỏi nó hết hư không? Bây giờ mày tự làm đi hỏi tao đây, mày đem về mày sửa đi. Tao không biết, tao không cần xin lỗi mày. Xin lỗi, tao không biết gì đâu. Tao không biết. Ê, lên giường rồi kìa. Tao không biết đâu. Lên giường rồi kìa. Lấy xài đây mày mua. Lên giường lấy xài lên. Lên giường rồi kìa. 20 triệu được rồi. Giờ quay đi, tao hư rồi mày làm xài gì nữa. Lên rồi nè. Tao không biết. Cái chuyện nói chuyện của mày. Lên đường nè. Nè nè lên nè lên nè. Nè. Không được đâu. Không được nè. Trời ơi đưa mặt cho em vô ơi. Phải quay đi được không? Khổ được luôn nè. Trời ơi. Quay đi được đâu mà. Quay đi được đâu. Quay đi sửa cũng mà. Nè được nè quay đi được nè. Đưa mặt tao vô cũng được nữa nè. Tao sửa được để không. Ủa sao mày tao má mày lớn rồi. Ông mày chơi ngu mày kêu tao xuống đó kìa. Mà nó chơi với anh biết cái gì đâu mày. Ừ nè tao xin lỗi đi tao không biết đâu. Tao không biết. Lấy xài không đi. Cho mày đó. Ủa quên. Nè giờ nói là sao mày lớn rồi mày chơi ngu kìa mày chơi mày xô nó dưới lỡ rồi. Mày không kêu tao tao biết tao. Mày không kêu tao sao tao ngu. Lỡ dưới có nọc có cọc có đâm nó chết mèo rồi sao. Bữa nào mày mày chơi ngu nha. Tao nói mày rồi đó. Mày đợi bộ đội với tao. Thật ra tao không ngu mày kêu tao tao mày hành ngu á. Mày kêu tao xô nó kìa. Cái gì? Là tao nói mày lớn lỡ rồi cho cây mà nó có mình nó con một đó mày cũng lớn mày đừng có nói cái câu đó xuống tao đã gì mày nói vậy ai xuống mày nhưng mà tốt lắm mày vậy ai xuống mày mày hỏi tao hỏi mày tin tưởng tao hỏi mày tin tưởng à trời ơi trời ơi ơi là tao đâu mày cộng cái gì hả mày nó chọc tao kìa tao không mày đâu trời ơi ơi muốn làm tao hay gì nè đúng không mày muốn chơi ra hay gì nè tao để hỏi ra tao làm giết nè lỗi không cầm hỏi em anh nha nha cầm hỏi mà anh xuống làm giết mấy son á đá có cái cột rồi đấm vô bàn tay tao rồi đó tao đấm đâu trời ơi trời ơi tao đợi anh tao ơi tao đợi anh nè mà tao có thằng em như thằng Sang tao đọc nãy giờ tao nói thiệt chứ hả lão quay gì nữa vậy quay cho anh mày của mày chứ vậy nè mày cho chúng mày nè góc quay nè nó chơi ngu ngu gì không nãy mày hỏi mày tin tưởng tao mày gật đầu đã rồi giờ mày vô quýnh tao đéo tin tưởng nào chơi á đéo tin tưởng nào không không nghi ngờ cái lúc hồi nãy chặn đường anh nói
là nói thiệt, không nên tưởng nào nữa chứ. Con gái là năn nỉ nữa. Đâu mày? Đâu mày? Đâu mày? Mày đâu mày? Anh ba! Đi đâu? Anh sợ nẻ quần cái gì trời. Thôi kết thúc đi. Của ai biết nha. Mày có ai không biết nha. Thì anh em mình cũng đã cho anh ba xong mọi người thấy mà khóc. Sao mốt chơi nó nữa. Trời ơi. Nó không mày em nó cũng đâu tin tưởng em nữa đâu rồi. Bé ép nó mà nó không tin tưởng. Nó không tin nào đâu. Chiến sao chỉ còn mày với mày. Tao đủ nữa. Mà mày tính chơi nhỏ hoài luôn hay gì mày? Ác ồn. Mày khóc nó hài không? Mày khóc nó hài không? Này nè, nãy giờ nói chung là cho anh vui thôi nha mọi người chứ không có ăn hiếp nó nha. Tao đẻ đây. Nãy giờ muốn quýnh nó vậy. Nên giờ ra bộ đây đẩy nó thôi à. Chào mọi người, giờ cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Để ra hỏi nó coi. Đi đi. Khoan từ từ ra hỏi nó coi. Dạ. Bắt đi chạy quay hoài luôn. Mày ru tao cho đi nè, mang cho nó mày nè. Mày ngủ nó cho anh tao đúng không? Mày cho anh toàn xô, toàn xong rồi, giờ nè, mang cho mày nè, tự kết thúc đi. Thôi, tao kết thúc. Mày chơi tao đúng không? Mày dành nó đặt cũng quỳ kìa tao, tao chỉ là người tham gia thôi. Mày cho tao đúng không? Hả? Mày dành nó kêu kìa. Tao đúng không? Mày dành nó kêu kìa. Con ngắt con mổ rồi nha. Nha. Này quỷ nhỏ, còn cái quần đất kêu quần luôn nè. Quỷ nhỏ. Quỷ nhỏ mày, còn cái quần của mày. Mày cho tao đúng không? Cho tao đúng không? Cho tao đúng không? Tin tưởng tôi không? Không tin tưởng ai chứ. Rồi kết thúc video đi danh, màn tròn của anh đó danh. Cảm ơn mọi người đã xem hết màn tròn của mình dành cho anh ba nha mọi người. Mọi người thấy hay cũng là cái kênh ủng hộ mình. Chết. Mình cho anh ba nhiều xíu quýnh mình nha, nhớ nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.